say, darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain, you bring them from another world. Another tear just burst from the side of your eye. And I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. Word, damn lie. All this pain in those five eyes. All this love and all this pain you've given. Love and all this pain, you bring them from another world. Now the summer lies on my doorstep, and outside there's a light, and it's getting bigger, and you know it. Và cô dâu Lena, hai bạn đã cùng sinh ra và lớn lên trên một quê hương và chung trên một con đường, cùng chung lối ra, cùng chung giáo xứ, chung mẹ Maria. Đợi dù buổi chiều của còn mọc hoàng hôn, thánh đường thanh xuân đến chuyển tinh tinh chiều, duyên xanh chuyên cầu nguyện một điều, cầu mong hai đứa sớm chiều bên nhau. Thật vậy hôm nay đây, hai bạn như chầu đã cặp tàu, hai bạn không lớn bên nhau chọn đây. Lạy Chúa, Chúa đặt thánh hiến và phối hợp vợ chồng bảy phương pháp bảo nhiệm, đó là ký ức hôn nhân, là sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Hai người được trao quản số hai nhân chứng thay mặt Chúa đọc hết bí tích hôn phối an bài. Và hai bạn đã lịch bí tích hôn phối an bài. Bí mật là tình yêu là phép nhập vào và hôn nhân chính là bí tích của tình yêu. Chính vì lời đó mà hai bạn hôm nay đây đã có một gia đình, là một gia đình đỏ nằm trong đại cộng đoàn của Thiên Chúa. Bây giờ trong niềm vui, niềm hạnh phúc, hồng ân của Thiên Chúa đã ban tặng tình yêu cho hai bạn. Sự đồng ý nhất trí của cha giám sứ giáo xứ Minh Họa Thiên Đình, sự đồng ý nhất trí của đại hai gia đình hay dân tộc, sự vui chồng của tất cả toàn thể quý cơ quan giáo hội, sự vui chồng của tất cả toàn thể quý vị. Để rồi hôm nay đây, niềm vui, niềm hạnh phúc đó, quý vị và các bạn chúng ta đã ô đang mang gió đổi mưa trở về với quyền liền thực đích tình cảm này. Chúc mừng cho chú này Phan Trương và cô dì Lena trong giây phút hạnh phúc ngọt ngào trong buổi trưa ngày hôm nay. Trở về những người thực hiện chương trình chúng tôi đến từ trung tâm công nghệ thế anh đào, xin được thay lời cho hai gia đình hai giáo tộc, xin được thay lời cho chú này và cô dâu, xin được gửi tới tất cả toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Của chú rể Thanh Trôn và cô dâu Lena đã đón nhận những tình cảm chân thiết nhất của tất cả toàn thể quý vị trong mọi việc vui tôi yêu dành tặng cho chú rể cô dâu. Thế là thời khắc vàng đã đến, cánh cửa vui
trong niềm hạnh phúc đã và đang dần nở để đón nhận những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị. Một cử chỉ cao đẹp nhất cuộc đời chú rể cô dâu, đó chính là chú rể Thanh Trần và cô dâu Lena bông hoa tươi thắm đứng lên để cảm ơn tới tất cả toàn thể. Một cử chỉ hành động cao đẹp nhất đó chính là cúi chào cảm ơn toàn thể quý vị. Xin được kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng cúi chào cảm ơn toàn thể quý vị. Một, hai, ba, chúc quý vị đều lên một tràng tay thật lớn và thật dày để tôi hết những lần thực hiện chương trình của tôi. Xin đơn xin chồng tuyên bố chương trình đăng hoàng hạnh phúc của chú rể Thanh Trần và cô dâu Lena xin phép được bắt đầu. Một bản nhạc tình yêu rất nổi tiếng của Hàn Quốc có tên Lee Song Hao, sáng tác của cố nhạc sĩ Lee Hong Jun, đã dạo lên điệp khúc tình yêu để chúc mừng cho chú rể cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, một bản tình yêu rất đẹp nhất và một bức tranh hoàn mỹ sống động trong ngày vui hạnh phúc của chú rể cô dâu. Chính vì lẽ đó mà chú rể Thanh Sương đã nói với cô dâu Lena rằng: đúng thật là tình yêu không có những đam mê, anh cũng thế, không khác gì ai hết. Chỉ có khác anh yêu em bằng tình yêu tha thiết thật cuồng si mãnh liệt đến bao nhiêu. Để rồi hai trái tim cùng chung một nhịp đập trong tình cảm yêu thương vô bờ bến. Chúc mừng cho chú rể cô dâu là sự mong đợi của hai gia đình, sự quan trọng của tất cả toàn thể quý vị. Đúng thật là Việt Nam chúng ta có một phong tục rất ý nghĩa, đó chính là lời chào cao hơn bằng cỗ, miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu gấp lại làm đôi, trầu là vợ câu tươi là chồng, chứng minh cho đôi lứa thắm đồng và chung xây hạnh phúc mặn đồng bên nhau. Xin được chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời cây trầu đến từ đại gia đình dòng tộc họ Trai. Xin được trân trọng cảm ơn kính mời thân sinh của chú rể Thanh Sương, đó chính là bố Võ Thanh Tòng và mẹ Nguyễn Thị Dân. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời bố và mẹ cũng như những người thân yêu nhất của đại gia đình dòng tộc họ Trai với cây trầu thân yêu tiến lên lễ đài hạnh phúc của hai con để tinh hoa bùi ngọt phần tròn ơn dưỡng dục một đời con khi tạc nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. Để chú rể và cô dâu hôm nay như cánh chim bay cao bay xa dưới sự dạy dỗ của mẹ cha để tình yêu của hai con đầy hương hoa tình khiết. Xin được thay lời cho cô dâu Lena xin được cất lên bốn chữ chân thành cảm ơn tới tình cảm ơn sinh thành dưỡng dục bố và mẹ đã nuôi Lena khôn lớn trưởng thành. Giây phút này xin được trân trọng cảm ơn và kính mời tiến lên lễ đài hạnh phúc của hai con, đó chính là thân sinh của Lena. Xin được cảm ơn trân trọng kính mời bố Võ Văn Hùng và mẹ Nguyễn Thị Ninh. Xin kính mời bố và mẹ cũng như những người thân yêu nhất của gia đình dòng tộc họ Gái tiến lên lễ đài hạnh phúc trong niềm vui hạnh phúc của hai con để đón nhìn tình cảm yêu thương, đón đáp tình cảm yêu thương của hai con và đón nhận cây trầu tình yêu tha thiết mãnh liệt và kết tình thông gia của gia đình. Xin kính mời bố và mẹ hãy đến với chú rể và cô dâu. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là tình cảm nghĩa cộng đồng sắc son khi tạc tấm lòng thủy chung. Xin kính mời mẹ Nguyễn Thị Dần hãy dâng cao cây trầu lên và trao lại cho đại gia đình dòng tộc họ Gái. Xin kính mời bố Hùng và mẹ Ninh hãy đón nhận cây trầu thân yêu này. Xin kính mời mẹ hãy đón nhận cây trầu và xin quý vị hãy mở lên một tràng tay thật lớn và thật dài để chúc mừng cho hai gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được một lần nữa chân thành cảm ơn đại gia đình dòng tộc họ Gái và xin kính mời bốn ông bà hãy cùng trở về với vị trí để tiếp tục chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được một lần nữa chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, thế là cây trầu của đại gia đình dòng tộc họ Trai chúng tôi đã được đại gia đình dòng tộc họ Gái đón nhận và tay chân tay đến với tất cả các bàn tiệc trong niềm vui hạnh phúc hôm nay. Xin được kính mời quý vị hãy cùng ăn một miếng trầu thắm đỏ đôi môi, hút nếu thuốc cho vẹn tình chồng vợ, để bố bắt nhất trẻ xanh như tô thắm đượm tình chung thủy và cùng chúc mừng hạnh phúc cho Thanh Trương và Lena mãi mãi thật hạnh phúc. Đúng thật là họ Gái hôm nay đây mang một bông hoa trao tặng tay người, ai chẳng muốn hoa tươi bốn mùa. Hoa này chẳng phải bán mua, mà hoa này là tình nghĩa đợi chờ tháng năm. Nuôi con thì từ thuở tay bùng, đủ lông đúc cánh giờ đây bay rồi. Họ Gái muốn ghi gắm mất đôi lời, với an đại diện dòng tộc họ Gái xin kính mời lên đây. Ban tổ chức chúng tôi xin được chân thành cảm ơn, trân trọng kính mời lời phát biểu đến từ đại gia đình dòng tộc họ Gái sẽ đến với ngày lễ đăng quang hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Với những tình cảm chân thành, vun trồng hạnh phúc cho chú rể cô dâu, chân thành cảm ơn, trân trọng kính mời bác hãy đến với chú rể và cô dâu.
Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị hai họ và kính thưa toàn thể hội trường cùng toàn thể bạn bè thân hữu gần xa đã đến với hội trường của chúng tôi hôm nay. Được sự nhất trí của chính quyền, được sự nhất trí của giáo hội cho phép hai gia đình cùng hai họ chúng tôi được tổ chức ngày lễ tân hôn cho hai cháu Thanh Sương và Lena hôm nay. Tôi xin chân thành được thay lời cho gia đình cũng như họ nhà gái xin cảm ơn và đa tạ cái tấm lòng của quý vị cùng với gia đình họ nhà trai đã đón tiếp chúng tôi một cách rất nồng nhiệt. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị hai họ cùng như dòng tộc nói chung và dòng tộc họ nhà gái họ nhà trai nói riêng. Thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn và đa tạ, cũng không biết nói làm sao, chỉ cầu xin Chúa Đức Mẹ và Thánh cả Giuse cầu thay hồi giúp và hỗ trợ trên tất cả các quý vị. Và cuối lời tôi xin chân thành đại diện cho gia đình cũng như họ nhà gái xin chúc quý vị hội trường chúng ta với lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và sau đây thì dòng tộc bên họ gái cũng có một món quà gửi tới cho hai cháu và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị đã khai đứng bên cô dâu bật cờ một lát nữa. Thành thật cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là họ gái đã phát biểu đậm đà, họ đôi tình cảm thật là đậm sâu. Họ gái phát biểu sâu dâu thì họ đôi cũng có đôi câu đáp lời. Giây phút này xin được thành thật cảm ơn và trân trọng kính mời lời phát biểu cảm tưởng ý nghĩa nhất thay lời cảm ơn chân thành tới tất cả toàn thể quý vị. Đó chính là đến từ gia đình toàn thể con trai. Xin được cảm ơn và trân trọng kính mời đại diện cho đại gia đình toàn thể con trai sẽ có vài lời đến với tất cả toàn thể quý vị và chân thành cảm ơn đại gia đình toàn thể con gái trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai bạn hãy đứng sát bên nhau và bắt tay tình cảm thấm thiết, tình yêu thương gắn kết để rồi nối bất kỳ cầu thông gia vững chắc bền lâu. Kính thưa toàn thể hôn trường, kính thưa ân nhân hai họ, hôm nay là ngày vui của hai gia đình và ngày hạnh phúc nhất của hai cháu. Tôi xin được đại diện cho họ nhà trai và gia đình ông Tòng bà Dân xin có lời gửi đến hôn trường. Kính thưa quý vị, nhân ngày mừng hạnh phúc của hai cháu, họ nội chúng tôi xin gửi tới quý toàn thể hội trường hai họ và đặc biệt là họ nhà gái lời chúc mừng sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần nhất, chúc quý vị dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ mọi người cũng đã biết và cũng có nhiều người cũng thắc mắc không biết người này là ai. Nhưng nếu ai đã ôn lại cách đây hơn 40 năm thì sẽ biết. Và tôi với ông Tăng là ân nhân, tức là linh tộc của gia đình ông Tăng Bờ Trần, hiện nay ở xứ Trời Lê, xã Quang Lộc. Tôi xin được phép và được sự là cho phép của họ nhà trai, tôi xin đại diện cho họ nhà trai xin gửi tới tất cả quý vị trong hội trường một lần nữa lời chúc mừng sức khỏe và lời chào quý mến nhất của một người đã từng ở đây và đã xa quê hương hơn 40 năm đời. Rồi đặc biệt đối với hai cháu thì kính chúc hai cháu sức khỏe, chúc hai cháu trở thành một gia đình mới được sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bền lâu với nhau, trăm năm bền vững. Và cùng nhân đây
tôi có nhận được một phong bì. Còn riêng với Hà Nội thì các món quà thì ngày hôm qua được gửi cho cháu rồi. Còn trên đây thì có một phong bì, trong có đề là chú cúng mệt chú của bên nội hay là bên ngoài, mà trong phong bì có đề chú ở bên Đức gửi cho chia sẻ mừng cho hai cháu, mừng cho hai chị, mừng cho hai chị nhân ngày hạnh phúc của hai chị, của hai anh chị, với là 1.000 euro. Thì 1.000 euro thì một quý vị riêng tôi cũng nghĩ là có lẽ phải 25-27 triệu gì đó, xin gửi đến cho các anh chị. Đây là chú mật chủ 4 mét, đây là anh chị. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị trong hội trường lời chúc mừng sức khỏe và đầy tràn hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đối tượng là tập thể Vun Trồng Hoa Hạnh Phúc Bật Gia Đình Vun Trời Quả Tương Lai. Xin được chân thành cảm ơn tình cảm của đại hai gia đình hay gia tộc đã ấp vun trồng hạnh phúc cho con, công lao cha mẹ tự non hải hà. Cô dâu và chú rể ơi, quà nhận rồi cười tươi lên đi ạ. Cố cười đi ạ, quà rất là nhiều đấy ạ. Vâng, xin kính mời hai bạn chúng ta lại ngồi xuống đi ạ. Hãy cùng trở về với an toàn vị trí thích hợp nhất, ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất và hoành tráng nhất của chương ngày hôm nay, để cùng đón nhận đến tình cảm lời chúc tốt đẹp nhất mà quý vị và các bạn dành tặng cho chú rể cô dâu. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng thật là trong cuộc sống và mỗi niềm vui không thể thiếu được món ăn tinh thần. Bởi thế là một món tinh thần, một chương trình âm nhạc ý nghĩa để chúc mừng gửi tới cho chú rể cô dâu của chương ngày hôm nay. Xin được kính mời tất cả toàn thể quý vị hãy thả hồn về với thế giới âm nhạc thịnh thường, bởi vì âm nhạc luôn làm tái sinh lại những tâm hồn khô héo, tô thêm đến đẹp thêm những tâm hồn đã yêu. Nếu ai đã yêu rồi xin giữ lấy, ai chưa yêu sẽ được yêu từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Hãy chuyển hóa những lời thề của những ca khúc đó để trở thành những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mừng cho Thanh Trương và Lena trăm năm hạnh phúc. Để mở đầu chương trình, chiếc cầu giao lưu ca nhạc cùng của anh chị không nên sử dụng, không được mang tên về xứ nghệ cùng anh, nhưng chúng ta hôm trường chúng ta hãy lắng nghe.
sao không ngờ dùng ca khúc rất sôi động Chiếc Khăn Phiêu đã làm nóng lại hôn trường của cô dâu và chú rể trong buổi trường ngày hôm nay. Đúng thật là dù ai cho bạc cho vàng không bằng quý vị cho Quang Hưng một tràng pháo tay thật lớn với quý vị ơi. Hãy dành cho Quang Hưng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài nữa quý vị. Vâng ạ, thưa tất cả quý vị, những người thực hiện chương trình chúng tôi xin những tràng pháo tay của quý vị không phải là để xin tiền mà vỗ tay là để động viên tinh thần. Mong quý vị các bạn chúng ta hãy vỗ tay thật lớn, thật dài và thật giòn giã để dành tặng cho những ca khúc mà quý vị dành tặng cho chú rể cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả toàn thể quý vị và các bạn chúng ta dành tặng cho chú rể cô dâu. Kính thưa toàn thể quý vị, thế là trên lễ đài hạnh phúc của cô dâu và chú rể được trưng bày lộng lẫy nguy nga với hai chai rượu sâm banh và tháp ly pha lê trong tháng này, tượng trưng cho những nấc thang của cuộc sống, những ngưỡng cửa cuộc đời. Và xin mời hai bạn chúng ta cùng nhau đứng lên. Đúng thật là bổ túc về điều răn thứ một mà Thiên Chúa đã dạy chúng ta, đó chính là nhân đức đối thần. Có ba đức đối thần: đức tin, cùng đức cậy, đức mến Chúa yêu người. Chúng ta mến Chúa phải yêu người mới chọn lề luật, vì hai điều trọng nhất mến Chúa với yêu người. Trong đạo thánh Chúa Trời đi song song và mãi mãi, lời Chúa xưa truyền lại các con hãy yêu nhau, đó là dấu hàng đầu môn đệ thầy thật sự. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Chính vì lẽ đó mà đặc tính hôn nhân của công giáo chúng ta là đơn hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn có nghĩa là một vợ một chồng, còn vĩnh hôn thì không có thế mạnh hay là quyền lực nào có thể chia rẽ tình cảm của hai bạn khi hai bạn đã hòa hợp lại lẫn nhau. Chính vì lẽ đó mà cô dâu và chú rể giữa dòng đời xuôi ngược, chúng ta dễ ngã lòng. Chúng ta hãy vững tin và cậy trông nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới dẫn ta đi đúng con đường của sự thật, con đường của sự sống, con đường của hạnh phúc và bình an. Trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, xin kính mời hai bạn hãy cùng tuôn ra những dòng chảy ngọt ngào và men say tình yêu đó để rót tràn tháp ly pha lê trong tráng này. Xin được kính mời chú rể và cô dâu hãy cùng tay trong tay rót chén rượu sao duyên. Thành trường cao, riêng là chuyện bên một nước phục vụ bệnh đàn thơ to. Cái mềm trong mắt em.
đem âm đề vào lưu trường, quên đi thử cuộc đời và hóa thêm sự thế. Ta là đất tôn bầu trời có nhiều cấp của hội nhau, rượu cây sao lấp lên từ ánh mắt của người thanh. Chúng thật mà chén rượu âm tình từ tình binh sôi sống, giấc mái thấy vô cùng của cuộc đời lồng lộng. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy hướng vào nhau đi ạ. Hôm nay đây chúng tôi có mời về một chương trình nhà báo rất lớn, đó chính là VTC24 phục vụ quý vị 24/24 giờ. Đó chính là Trung tâm Ảnh viện Áo Cưới Huy Hoàng Thân Yêu. Đúng ạ, nói đến cái tên Huy Hoàng thì nó hoành tráng quá. Chú rể ơi, không phải ôm vào trái tim đâu mà tấn công vào mông cô dâu đi ạ. Tay nhẹ, tay kia kìa đấy ạ, anh cứ thò tay sang đi ạ, đúng ạ, như thế ạ. Cô dâu đâu rồi, em hướng vào đây ạ, à, hướng vào chú rể đi ạ, à, đừng. Rồi, à, tay đâu ạ, à? Tôi thấy chú rể mùa thu đến mùa đông cho sang, mùa chú rể hơi run nhiều đấy. Có lạnh lắm đâu ạ, à. Vâng, xin mời em bạn hãy ngoéo tay vào nhau và dơ cao lên. Nào, xin mời cô dâu và chú rể hãy làm một triệu lên mời. Hãy bấm đi cho đi sổ vàng giảm bớt. Chuyện tình yêu như sửa bóc của men say. Lòng vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Trương và Lena yêu nhau như hương sự sống mà không băn khoăn vai chính giàu nghèo. Vì lẽ giãn đơn của người anh yêu trong cuộc đời, Thanh Trương Lena chính là người đẹp nhất. Chính vì lời đó, những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được kính chúc cho hai trái tim vàng ngàn năm vẫn đập nhịp nhàng bên nhau và luôn luôn sống trong sự tử tế của Thánh cả Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Xin kính chúc hai bạn những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Xin mời các bạn chúng ta lại tiếp tục hội bày vị trí hạnh phúc nhất của cuộc đời hai bạn để tiếp tục lắng động trong tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của quý vị dành tặng cho chú rể cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trong giây phút này chúng tôi đã và đang thực hiện chương trình VTC24, có nghĩa rằng tới hôn trưa. Một lần chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất và xin được thay mặt cho hội và lớp chúng tôi chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Và để góp vui cho buổi lễ thành hôn trong nay, mình xin được gửi tới toàn thể hôn trường một bài hát được mang tên Dần Mà Thương.
Sống. Khoảng cách thời gian như thế này, xin kính mời chú rể của dâu chúng ta hãy bưng cây chậu cao lên và đứng lên để cảm tạ tất cả những tình cảm yêu thương toàn thể quý vị. Đúng thật là hôn trường rất đông vui, rất chật hẹp, nhưng hãy thông cảm cho cô dâu và chú rể không thể đi từng bàn tiệc một để mời chậu kính cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay được. Mong quý vị các bạn chúng ta hãy dành cho hai chữ thông cảm cho chú rể cô dâu để cho chú rể cô dâu đứng trên lễ đài hạnh phúc này lời chào thân yêu tới tất cả toàn thể quý vị. Chắc chắn rằng tôi sẽ được nhận sự ủy quyền của cô dâu và chú rể, tôi xin phép chào thay cho chú rể cô dâu và chú rể của buổi trưa ngày hôm nay. Để trong lúc lời chào của cô dâu và chú rể đến với ngày vui hạnh phúc của hai bạn, trong niềm vui hạnh phúc đến với tất cả toàn thể quý vị, chắc chắn rằng còn nhiều thiếu sót, mong quý vị và các bạn chúng ta hãy vỗ tay cho nó ngọt ngào một tí ạ, cho một tràng tay để đón nghe lời chào của chú rể cô dâu ạ. Đúng thật là ngày hạnh phúc chớ quên cha thánh, buổi yên vui ta nhớ tới mẹ lành. Chúng con xin được kính nhớ mẹ Maria. Chúng con xin được kính nhớ một Chúa ba người đóng đinh chuộc tội cứu sinh nhân loài. Chúng con xin được chào họ tộc, chào ông bà nội ngoại hai bên. Xin cha cha mẹ mới lên cửa nhà. Chúng con xin được chào cha chào mẹ, chào anh chào chị chào em, chào bác chào chú, chào cậu bự, chào o dượng dề. Xin được chào bố mẹ đỡ đầu, chào con của bố mẹ đỡ đầu, chào hội tuổi hội lớp hội thân. Xin được chào bạn bè thân hữu cận xa, chào chung một tiếng thiết tha mặn nồng, quà gửi tặng vợ chồng nhân trong buổi lễ từ hồng giao duyên. Đó chính là tất cả lời chào của cô dâu và chú rể. Mong quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng chấp nhận lời chào của chú rể cô dâu và đến với chú rể cô dâu để cùng ăn một miếng chầu chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Lời chào đến với tất cả toàn thể quý vị trong giây phút này. Xin được cảm ơn và trân trọng kính mời món quà đến với lễ đài hạnh phúc dành tặng cho chú rể cô dâu. Xin được cảm ơn món quà của đại gia đình dòng tộc họ Trai đã dành tặng cho chú rể cô dâu rồi. Và giây phút này xin được cảm ơn kính mời món quà thân sinh của chú rể, đó chính là bố Tòng và mẹ Dần, cũng như món quà đến từ các anh, các chị và các em, các bác, các chú, các cậu, các mự, các con, các dượng, các dì sẽ đến với chú rể cô dâu. Xin được chân thành cảm ơn, trân trọng kính mời. Em nghe nghe rồi. Ờ em đây. Mười hả anh? Xin được chân thành cảm ơn và trong giây phút hạnh phúc này, những khoảng khắc thời gian yêu thương, chúng tôi sẽ dành khoảng khắc thời gian này cho tất cả đại gia đình dòng tộc họ Trai sẽ đến với chú rể cô dâu. Đó chính là những món quà ý nghĩa từ bố, từ mẹ, từ gia đình các anh, các chị và các em, các cháu, các bác, các chú, các mừng, các con, các dượng, các dì sẽ đến với chú rể cô dâu trong cung bậc tình yêu trong ngày mừng hạnh phúc hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn, trân trọng kính mời những món quà ý nghĩa đến từ chú rể cô dâu sẽ được đón nhận từ toàn thể đại gia đình dòng tộc họ Trai. Xin kính mời mẹ và bố hãy đến với hai con. Món quà đầu tiên xin kính mời bố và mẹ hãy dành tặng cho hai con. Xin mời mẹ hãy dành tặng cho cô dâu và chú rể.
làng, mẹ làng xóa mắt tình cơn, xua tan nắng hạ cho đầy con ngọt ngào. Bố đi lấy cơm mưa rào, thân con đi bánh đất màu tỉ như. Vâng ạ, cô dâu này là một người con gái rất thông minh ạ. Mẹ chắc tuyệt vời trao quà mà tho cổ ra để nhận đấy ạ. Rất tuyệt vời ạ. Vâng ạ, một người con gái rất là nết na thùy vị và thông minh rất xinh nữa này. Thế mới yêu chứ nhỉ. Vâng ạ, xin cảm ơn và kính mời mẹ và bố hãy cạnh dành cho hai con xong giây phút này và nhường lại vị trí để cho các chị đến với chú rể cô dâu. Cảm ơn bố, chân thành cảm ơn mẹ. Xin được kính mời món quà đến từ gia đình các chị và các cháu thân yêu. Lúc nãy là món quà từ chú bên Đức, thì bây giờ thì những món quà bằng vàng ra sức mà nhận đi ạ. Cô dâu và chú rể cứ nhận thì thoải mái đi ạ. Nếu mà thừa nặng quá thì dành cho em xin một tí cũng được ạ. Không sao đâu. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Cô dâu ơi, cười tươi lên đi, quà nhận nhiều thế mà. Nói chứ tiền là nói tươi ngay này đấy. Chân thành cảm ơn những món quà thân yêu đến từ đại gia đình dập tập họp trai. Còn cái thời gian này xin được kính mời tất cả món quà đến từ các bác, các chú, các cậu, các mự, các ông, các dượng, các gì mà chúng ta đã và đang có. Những món quà đó đến với chú rể cô dâu từ ngay từ bây giờ. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời. Thưa quý vị, đó chính là những món quà của gia đình dập tập họp trai. Trong khoảng khắc thời gian này, chúng tôi xin được hân hoan đồng nhiệt chào đón và giới thiệu về với lễ đài hạnh phúc của chú rể Thanh Trương và cô dâu Lena. Đó chính là món quà đến từ họ tộc gia đình dân tộc họ Gái. Đầu tiên xin được chân thành cảm ơn món quà của họ tộc đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong lúc vun trồng hạnh phúc cho chú rể cô dâu lời phát biểu của gia đình. Còn giây phút này xin kính mời món quà từ thân sinh của cô dâu, đó chính là bố Hùng và mẹ Ninh, cũng như món quà đến từ các anh, các chị và các em, cũng như các cháu đến với lễ đăng quang hạnh phúc hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời những món quà thân yêu nhất đến từ tất cả đại gia đình dân tộc họ Gái. Trèo non mới biết non cao, lội sông mới biết sông sâu hay gần. Con gái lấy chồng xa hay là chồng gần, thì bố mẹ luôn có ân cần về con. Bữa ăn có những miếng gì ngon, bố mẹ phải gọi con được về. Đó chính là sự vun trồng hạnh phúc, sự dành cho con tình cảm thiết tha. Con khôn lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời bố mẹ vẫn bên con. Xin kính mời mẹ hãy dành tặng cho hai con đấy. Năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, nhưng mà mẹ như gái 18 mà xinh ơi là xinh luôn ạ. Thưa quý vị, má tôi lúng đồng tiền hồn nhiên ghê gớm luôn thưa quý vị. Và ngay chân thành cảm ơn món quà của mẹ, chân thành cảm ơn món quà của bố. Và tiếp đến là món quà đến từ gia đình anh trai, anh cả đấy ạ, và anh Thành đúng không ạ. Chân thành cảm ơn. Hai con khi nhớ món quà bằng vật chất thì hai con cứ cất đi, sau này mua ít lô đất về mà kinh doanh bất động sản nhá. Mà nghe như thế đấy. Lần lượt thôi ạ. À, tôi thấy họ Gái rất đông rất vui ạ. À, ông chúng ta lần lượt đến với chú rể cô dâu. Chân thành cảm ơn món quà của bố và mẹ, và tiếp đến món quà đến từ các anh các chị. Cảm ơn và tiếp đến món quà thân yêu đến từ gia đình anh chị. Xin chân thành cảm ơn gia đình anh Thành.
con mà bố mẹ đã đợi đâu. Rất tuyệt vời, chân thành cảm ơn con. Cả nhà đừng vô đây. Vâng, tiếp đến là một chàng trai đã đang xuất hiện trên lễ đài hạnh phúc, đó chính là em trai và món quà của anh trai thân yêu. Chân thành cảm ơn em và anh. Cả nhà đừng vô tí nhá. Cảm ơn món quà thân yêu bác ạ. Vâng, bác ơi, bắt tay bác cái nào ạ? Nhìn bác khỏe quá rồi, con chỉ bắt tay bác và chúc bác xinh hơn nữa đấy ạ. Cả nhà ơi, nhìn đấy nha, nhìn đẹp nha. Nào, xin kính mời tất cả những món quà và tất cả những cái ảnh đẹp nhất thấy hướng về ống kính camera. Và xin kính mời cô dâu chúng ta hãy cùng cười tươi lên đi những món quà thân yêu đó. Đó chính là lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất. Bác Chiến, vâng, bác qua bác Chiến thân yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, trong giây phút này chúng ta sẽ được đón nhận một món quà ý nghĩa, đó chính là món quà đến từ hội bạn thân. Xin được chân thành cảm ơn những món quà thân yêu mà quý vị và các bạn chúng ta dành tặng cho chú rể cô dâu, và món quà của hội bạn thân thì đã và đang dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm qua bằng tiền đô la Mỹ rồi ạ. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Những món quà mà tất cả toàn thể quý vị sẽ đến với chú rể cô dâu thì trong khoảng khắc thời gian trong buổi tối, cô dâu và chú rể sẽ bóc ra và sẽ cảm nhận được quà phở hạnh phúc khi những vật chất mà quý vị đến với chú rể cô dâu. Chào anh Nhiên ạ. Vâng, chân thành cảm ơn, món quà còn đến đâu đúng không ạ? Vâng, thật sự tuyệt vời. Những món quà trên tay của cô dâu và chú rể đã đang được đón nhận từ những tấm lòng quý vị và các bạn đã đến với chú rể cô dâu. Quà này anh chị em cậu ba chú bác bạn bè thân hữu đã cho ta, mình duyên hạnh đứa thiết tha bạn đồng. Quà này gửi tặng vợ chồng mình nhân trong buổi lễ tơ hồng giao duyên. Xin được một lần nữa gửi tới lời chân thành cảm ơn tới tất cả những món quà thân yêu. Và xin được chân thành cảm ơn, xin được kính mời anh mặc bộ vest xinh xắn, bộ vest tím than đấy ạ. Thay mặt cho hội khóa của Ban Sướng học với nhau từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ thì mình thay mặt cho tập thể khóa lớp gửi đến hai bạn chúc hai bạn trăm năm tình bên mặt bắt đầu nghiệp phú thịnh. Vâng, chân thành cảm ơn anh mà bắt tay em một cái, anh là hội khóa đúng không ạ? Hiện tại bây giờ anh đã đang cung cấp khóa thì đặc biệt hôm nay thì anh phải cung cấp khóa kép cho cô dâu chú rể đi ạ. Bây giờ thay mặt cho hội khóa thì mình sẽ trao cho các bạn và vợ chồng hai bạn một ca khúc để mở luôn chìa khóa bây giờ. Vâng, để tiếp đôi chương trình âm nhạc hạnh phúc của hai bạn thì mình xin gửi đến quý vị và các bạn ca khúc đấy là bài Tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn, những chiều không mấy trắng lừng lơ trôi. Rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng ở quê người, mới tranh nhớ ngọn éo mây cung lương đất cay từng ngược hình người.
đất niềm yêu đời, bữa cơm vui đất nuôi người. Cho nên là sự thành công của ca khúc Hai Quê cũng đã đến nửa giai đoạn rồi. Thế thì cảm ơn bạn rất nhiều. Một ca khúc nữa sẽ đến với chú rể và cô dâu cũng từ hồi khóa, đó chính là chàng trai Quang Hiền. Xin mời Quang Hiền tiến về ban nhạc để thể hiện ca khúc được tới chúc mừng cho chú rể cô dâu. Quang Hiền ở đây không? Vị trí nào? Thế thì cảm ơn chào đón tất cả của bạn. Vâng ạ, nói đến cái tên thì tôi đã mến rồi, không biết anh đã bảo là anh Hiền những điện có Hiền không ạ? Chúc cho bạn trăm năm hạnh phúc ạ. Sau đây giờ tôi nghe đến đàn thể ca khúc được mang tên Không Bao Giờ Bỏ Tay Ai. Xin mời tưởng tượng. Lúc buồn anh lặng tình vì câu nói em nói anh. Sau vụ cưới em mình đã yêu nhau thật lâu, thì tại vì sao anh cứ im không trả lời? Tại vì anh có lý do của riêng anh. Số anh đã cho em luôn ấm lên, anh không nói ra vì nói ra em buồn hơn. Hãy yêu cho anh cũng yêu, anh cũng buồn. Là đàn ông anh phải lo lắng cho em. Đừng buồn đừng ngần anh mà em, hãy cho anh thời gian để chứng minh anh cần em. Anh sẽ cố gắng, anh làm tất cả cũng vì em. Em đừng suy nghĩ dù là nhọc nhằn không nghe chi, và anh sẽ không bao giờ lùi bước dù khó khăn. Và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ em. Và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ tay. Không yêu anh cũng buồn, là đàn ông anh phải lo lắng. Tình cảm yêu thương đến từ chàng trai Quang Hiền thể hiện ca khúc này để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Thanh Sương và cô dâu Lena. Đã đến lúc cho phép những người thực hiện chương trình xin một lần nữa mời cô dâu và chú rể chúng ta đứng lên. Kính thưa toàn thể quý vị, trên danh sách MC đã đang cầm nắm thưa quý vị, các bạn chúng ta đăng ký hát rất nhiều, nhưng mong quý vị thông cảm một điều rằng hát nhiều như thế này là hát từ sáng đến chiều vẫn không xong. Tường Vi thì vẫn còn dài, nhưng mà công việc tiệc khai đang chờ, đó chính là bữa cơm thân mật mừng hạnh phúc cho chú rể cô dâu. Để cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị trong khoảng khắc thời gian này cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi xin được một lần nữa gửi tới lời chân thành cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị, và xin được khép lại chương trình âm nhạc phần 1 của cô dâu và chú rể tại đây. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang chương trình 2, đó chính là bữa cơm thân mật với những ca khúc còn nhạc tiếp theo của quý vị và các bạn sẽ dành tặng cho chú rể cô dâu. Khoảng khắc thời gian này xin chân thành cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị tạm thời giải lao 60 phút nữa để cùng trở lại với khuôn viên hạnh phúc của chú rể cô dâu, để cùng nâng ly chúc mừng cho chú rể Thanh Trương và cô dâu Lena. Xin được chân thành cảm ơn và trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị, và xin được khép lại chương trình tổ chức cuộc vui phần 1 của cô dâu chú rể tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc và thành đạt trong